Hội Từ Thiện Chùa Quan Âm, số 27 đường Chiến Lược quận Bình Tân, do Ni Sư Thích Nữ Như Phước trụ trì. Mùa Vu Lan năm nay 2024 đã phát tâm kêu gọi các Phật tử cùng các mạnh thường quân chung tay góp sức, san sẻ trao quà tình thương với tinh thần cho đi là còn mãi, nhận lại nụ cười. Dân tộc ta, một dân tộc với bề dày lịch sử, trải qua biết bao gian khổ để giành lại được độc lập tự do. Những truyền thống văn hóa, đạo đức vẫn luôn được bảo tồn và phát huy một cách tốt đẹp cho tới ngày nay. Sự đùm bọc, yêu thương đồng bào cũng thế. Bằng việc giúp đỡ, chia sẻ một phần của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn, những việc từ thiện vẫn luôn được diễn ra trong cuộc sống, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, thiếu thốn, mang niềm vui để tiếp thêm nghị lực sống cho những mảnh đời khó khăn. Nhân dịp mùa Vu Lan năm Giáp Thìn 2024, Hội Từ Thiện Chùa Quan Âm quận Bình Tân lên kế hoạch tổ chức chuyến đi về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cúng dường các tự viện và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người mù trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Chương trình chuyến từ thiện ngày 22 tháng 7 năm Giáp Thìn. Chiều ngày 21 tháng 7, các Phật tử tề tụ về chùa Quan Âm, được Ni Sư trụ trì Thích Nữ Như Phước sắp xếp chuẩn bị cho các lễ phẩm, cúng dường và các vật phẩm trao tặng cho bà con lên xe. Khuya 4 giờ ngày 22 tháng 7, các Phật tử lê xe tại chùa Quan Âm, khởi hành đi và đến điểm số 1 chùa Phước Hải, thường gọi chùa Bún Riêu. Ni Sư cúng dường chùa Phước Hải, các Phật tử ăn sáng tại đây. Điểm đến số 2 là chùa Bổ Hòa, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường và phát 150 phần quà cho hội người mù huyện Xuyên Mộc. Điểm đến số 3 là chùa Chánh Giác, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường trai tăng và phát 200 phần quà cho bà con khó khăn, đồng thời cả đoàn ăn trưa nơi đây. Điểm đến số 4, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường tu viện Minh Đạo và phát quà cho các trẻ nhỏ nơi đây. Điểm đến số 5, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường chùa Ni huyện Thiện Hòa. Điểm đến số 6, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường chùa Thái Lan. Điểm đến số 7, Ni Sư cùng các Phật tử cúng dường chùa Quốc Ân Khải Tường. Điểm đến số 9, đoàn Phật tử ghé trạm dừng chân Bò Sữa Long Thành và trở về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến từ thiện mùa Vu Lan năm 2024. Nhọc nhằn nhân sinh ta đây rũ bỏ nương đài sen theo gió mơ, gửi hồn thơ đến đất từ bi nhiệm màu, hào quang dâng đường về nơi quê mẹ Quan Âm đại từ. Qua bao non cao nước biếc xanh xanh, phố Đà Sơn rừng trúc lâm, nơi mẹ tôi ở đó đời mong tôi về, ngày đêm dâng đời đàn con trở về quê hương đại từ. Danh xưng là Đức Quan Âm, mẹ hiền của mọi nhà, đưa sanh linh qua dòng phiền tại dưới cam lộ, mẹ dùng mẹ tươi tốt tươi muôn loài, thuyền từ bi mẹ gửi ca con chiều nhanh về nguồn, suy ngu mê tan lạc lầm điên đảo tiêu trừ, an nhiên ba cõi trí thân thanh nhàn. Đây là chốn từ bi, đây là nơi diệu quyền, không đau binh không thù hằn, vô khổ vô phiền, sanh linh vui hướng tấm trọng sông thành bình. À, trần hoàng thế âm phò cho bao con sông lướt thoát tại tiêu nàng. Sinh ta đây rũ bỏ nương đài sen theo gió mơ, gửi hồn thơ đến đất từ bi nhiệm màu, hào quang dẫn đường về nơi quê mẹ Quan Âm đại từ.
qua bao non cao nước biếc san san, phố Đà Sơn rừng Trúc Lâm, nơi mẹ tôi ở đó đời mong tôi về, ngày đêm dưng đời đàn con trở về quê hương Đại Từ. Danh xưng là Đức Quan Âm, mẹ hiền của mọi nhà, đưa sanh linh qua dòng phiên tại dưới cam lộ, mẹ dùng mẹ tươi tốt tươi muôn loài. Thuyền từ bi mẹ gửi ca cổ chiều nhanh về nguồn, xuyên u mê tan lạc lầm điền đảo tiêu trừ, an nhiên ba cõi trí thân thanh nhàn. Đây là chốn từ bi, đây là nơi diệu quyền, không đau binh không thù hằn, vô khổ vô phiền, sanh linh vui hướng tắm trong sông thanh bình. Hoàng thế âm phò cho bao côi sông lướt thoát tại tiêu nàn. Tâm luôn an qua nghiệp trần, hoàng thế âm phò cho bao côi sông lướt thoát tại nàng tiêu ta. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, ta làm điều nhân ái, hãy y như là Phật đến trong ta, hãy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu vô phương, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao sát giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dừng tàn nao phiền, xa nếu mê danh lời sắc tài, làm thân ta hận sâu tế tái, nguyện quay trở về bờ giảng an vui, nguyện quay trở về bờ giảng an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.
quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao sát sao mưa phám, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dừng tàn nao phiền xa, nếu mê danh lời sắc tài, làm thân ta hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác. Phật trên cao tay thế, khắp nhân gian đón mời, mười phương sắc thắm hoa nở hồng tươi vui, dưới gốc cội Bồ Đề muôn áo nâu vàng sư, tiêu giàn hai tay cùng kinh lễ Phật đàn xanh. Dù qua bao gian khó, trải qua bao kiếp người, Phật mang chi hướng muôn hoa độ trần gian, với ước muốn chờ chè bao chúng sanh lòng tham, thành người quan san hương thơm ngát đôi lòng ta. Một lòng tìm vô ngã, ngã rơi pháp mình chứng ơi, qua bao pháp kinh Phật mở lối bao phàm thân, ai đi qua trần gian còn mê đắm năm nghiệp rơi, sân si mới lắm đều phải cúi xin Phật độ. Phật là vì cứu thế, thế cho nhân gian pháp cầu, cầu kinh diệu em Phật mở lối tâm huệ ta, ai luôn đọc kinh cùng sám hối bao ngày qua, trôi đi bao quá khứ trừ nghiệp chướng trong đời này. Qua bao gian khó, trải qua bao kiếp người, Phật mang chi hướng muôn hoa độ trần gian, với ước muốn chờ chè bao chúng sanh lòng tham, thành người quan san hương thơm ngát qua lòng ta. Một lòng tìm vô ngã, ngã rơi pháp mình chứng ơi, qua bao pháp kinh Phật mở lối bao phàm thân, ai đi qua trần gian còn mê đắm năm nghiệp rơi, sân si mới lắm đều phải cúi xin Phật độ. Phật là vì cứu thế, thế cho nhân gian pháp cầu, cầu kinh diệu em Phật mở lối tâm huệ ta, ai luôn đọc kinh cùng sám hối bao ngày qua, trôi đi bao quá khứ trừ nghiệp chướng trong đời này. Phật là vì cứu thế, thế cho nhân gian pháp cầu, cầu kinh diệu em Phật mở lối tâm huệ ta, ai luôn đọc kinh cùng sám hối bao ngày qua, trôi đi bao quá khứ trừ nghiệp chướng trong đời này. Phật là vì cứu thế, thế cho nhân gian pháp cầu, cầu kinh diệu em Phật mở lối tâm huệ ta. Nhiều sức khỏe trên cung đường Phật pháp đi.
Phải có liên khúc chứ.
sóng cao dưới này con tàu nhạc viên chân mùa rồi lần đến lần đến trôi dạt theo sóng vào biển tuyết băng tuyết rơi nhắn đường về để tàu anh đi lạc lối tuyết rừng như lần đầu gặp nhau dưới bên trăng em nghe không người trong tuyết giá nhắc tên người yêu nhớ lắm xa xưa bên cầu gió đông về mặt đêm buồn khi em biết anh nhìn cuộc nói em cũng đều là tim anh sao xuyên muốn yêu em những ngày lúc qua cầu tiếc rằng người đừng đi lặng im lặng tuyết răng răng trong chiều vây chiếc hàm quên lối đi tuyết rơi rơi thật nhiều đọc đầy vai anh tu tín ngỡ em anh lại gần cuộc đầu trong tim tôi nhưng em ơi từng mình như tuyết trắng đem giá băng vào lòng anh ôi 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 con biết bây giờ về chợ em trông nhưng nếu con về ban bê thương xây thương thân tình trong đạo Phật khác màu nhưng một tôn sư hôm nay đây cùng nhau họp mặt quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương ôi hân hoan niềm vui thái hòa nay ân đạo soi đường cho ta như hương sen qua ngất hoàn cầu sống vui an lạc tình đậm sáng lòng người bởi ánh đạo vàng Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nhóm từ thiện Quan Âm quận Bình Tân chúng tôi là chào tôn trọng A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con được trở về chùa Phú Hòa, được sự ni sư tạo điều kiện cho chúng con phát quà tại chùa Phú Hòa cho bà con khiếm thị, người nghèo, và chúng con góp phần giảm bớt khó khăn thiếu thốn, mang niềm vui đến cho bà con cô bác em bị lực sống và những mảnh đời khó khăn năm 2024. Nhóm từ thiện chùa Quan Âm và các Phật tử nhà hảo tâm và mạnh thường quân tổ chức tặng quà đến cho bà tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta Việt Nam, san sẻ trao quà tình thương cho đi còn mãi nở nụ cười. Tuy là phần quà không lớn, nghĩa tình nhưng tâm lòng của các cô bác anh chị em và các nhà hảo tâm đem góp đến gửi đến cho bà con tại chùa Phú Hòa, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, mang bà con quan niệm nhận đón phần quà 150 phần quà gồm gạo, mì, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, hạt nêm, sữa, và thuốc cảm và tiền mặt. Những phần quà ấm áp yêu thương thay mặt nhóm từ thiện chùa của năm quận Bình Tân xin chân thành ni sư và ni sư chùa Phú Hòa và chánh quyền địa phương và các bà các ông, các cô bác, các hộ gia đình mạnh thường quân mạnh khỏe và hạnh phúc và sự tốt lành. Cảm ơn A Di Đà Phật. Vỗ tay. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân lời dạy của ni sư vừa qua. Chúng con rất là vui mừng mùa Vu Lan lại về, là được ni sư quan tâm đến đạo tràng chúng con. Không phải là ngày hôm nay, cả trên 10 năm qua ni sư đều quan tâm tất cả đạo tràng và chúng con nhờ có. Tuy nhiên ni sư nói là món quà không có to lớn, nhưng mà trong đó chứa một cái tinh thần rất là cao quý, nghĩa cử rất là cao đẹp, bao nhiêu tất cả tình thương là điều ni sư dành cho đạo tràng chúng ta tất cả, và tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử của chùa Quan Âm huyện Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cho một tràng hôm nay để tỏ lòng tri ân một lần nữa A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn quý vị. Nhóm quân nhân ổn định giùm cô, nhóm quân nhân ổn định giùm cô. Cho tiền, cô cho tiền cả. Dạ có. Cô Mai, cô Hằng ở trong này giúp giùm đi, cô Mai, cô Hằng giúp trong nhà này đi, cô Mai.
con. Em muốn làm thuyền nan neo ở bên
sông làng để chờ ai muốn sang lên bờ được bình an. Em muốn trải lòng thương gieo chánh pháp huy hoàng, làm bớt cơn tham tàn cho tình trang mến. Cho người khiếm thị, con xin cảm ơn chi hội từ thiện Chung Một Tấm Lòng đã trở về cúng dường trai tăng và phát quà cho người khiếm thị. Con xin cúng dường sư cô Phước, chùa Quan Âm, thành phố Hồ Chí Minh đã về cúng dường trai tăng và phát quà cho người khiếm thị. Con xin cảm ơn đặc biệt là 200 các anh chị thiền sinh Vipassana các khóa cũng đã trở về thành tâm cúng dường trai tăng và tặng quà trong ngày hôm nay. Con xin thành tâm cảm ơn tất cả các đạo hữu thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đã hoan hỷ bằng phương pháp Ba La Mật để phát tâm cúng dường. Chúng sanh đều đoàn
còn lại tất cả vật phẩm chúng con sẽ cho thị giả mang xuống quá đường. Xin quý ngài hoan hỷ ban chung cổ, ban thịnh lễ, cung thịnh cho tôn đức hồi quy trai đường thọ trai A Di Đà Phật. Nương nhờ tam bảo hoa sen nở bừng.
mùa du lan, con chắp tay thành khấn Phật đài. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Xin mời anh lên đây, anh em có một bao tơ chuông chứ. Cô quân sư phụ quốc, các bạn lão cha được tự chủ quan âm về nhiều thứ khác, à, rất là nhiều kinh nghiệm, mà đang bị một sự bất nhà, cho nên là lỡ mất rất nhiều cơ hội để có phước và hoàn về. Hôm nay là lễ Vũ Lan, đang được đón cô phước. Thank you.
Ông nói đỏ này quen với người ta. Đỏ đó vàng cũng đơ ha. Luôn. Đây phải thì lấy tiền bên đây ha. Có ai hỗ trợ ông này không? Có cần là bưng phụ không? Ờ, nghe nghe nghe, bưng phụ đi. Nữa. Con nghẹo cho vui. Phải giữ. Phải giữ. Mấy hãy quen anh ta. Mấy thua rồi đấy. Bố bà già này nha. Rồi nè, có tiền đi. Đây nè, con có nhận đây, con có hai tiền luôn. Gái nhận đi lên về lấy tiền lên xong rồi đấy. Có rồi. Chú gỡ đây rồi, chắc phải lấy tiền đi lên. Cái tiền nhận lên phải rồi. Chú này mang phải cái này. Chú có thấy được đâu không? Cái này mua rồi. Rồi, 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 anh bác không có nhận tiền đi đó do nhận mình đóng tiền không tận tiền rồi từ từ hỗ trợ đi con tiền rồi. Anh cầm chung tiền hay là gì? Dạ 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 dạ, để chuyến sau rút kinh nghiệm. Đây cái đó mà tay đưa xuống cho con. Có quà không? Cái này. Tiền đó cái phải. Có quà không xe hôm nay ông chở em mà về. Vì vậy là bây giờ còn thấy còn 10 phút nữa thì bà con bắt đầu mới tới. Nhưng mà bây giờ là mình hát được 103 phiếu.
đây bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Kiếp cờ mình an như ấy, công đức là
lành này xin hồi hướng Phật nhận đăng quy pháp luân thường chuyển phóng điều vũ thuận quốc thời dân an thiên hạ thái bình chúng sanh an lành pháp giới nhân liên đồng thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật nguyện đem công đức cô Phật bà quay lại đây, quay lại đây, quý đây là áp tấm hả cô? Đi đây, đi đây. đậu vô nó quá giờ nó mới vô căn quá giờ bị thương mà không biết nào hết cho nên cái chú tranh thủ chạy vào bên trong em tôi yêu chú Tiểu ngây thơ biết vì sao chú lại ở chùa lâu lâu thấy Tiểu ngây ngô cầm chùa già đi quét lá đa tôi yêu chú đã xa cha xa mẹ hiền ngày đêm thương nhớ đôi khi thấy Tiểu đăm chiêu mặt lệ nhọt vì không thuộc bài đêm đêm chú Tiểu ngân gian với lời kinh trầm bóng du dương chú mang hết cả tâm tư trải tâm tư cầu an cho đời ai xuôi chú Tiểu ngây thơ biết tu hành vừa chốn không môn cầu kinh tiếng mõ thâu đêm nghiêng nghiêng đầu êm êm mái chùa đời còn có biết bao sắc màu làm ấy người người vui bên mái ấm gia đình còn chú Tiểu đâu là chiếc lá vô xanh mà vừa qua gian khổ kiếp tu hành tôi yêu dáng Tiểu ngây thơ áo màu lam chú mặc ở chùa chén cơm với muối tương rau nhưng tâm lòng các chú thanh cao mong sao chú Tiểu an vui bên mái chùa ngày đêm tinh tấn để đem tiếng mõ câu kinh trải tâm tư cầu an cho đời để đem tiếng mõ câu kinh trải tâm tư cầu an cho đời. Thank you.
Ca hót không chờ bên mến gọi, chúc vi vu đâu chỉ lục do đùa. Hoa bấn nở dù mùa xuân đã đi qua, đạo gian ngộ đem an vui cho đời. Mây theo gió nương về miền vô tận. Để đi làm lễ à, sư cô đi đâu lo à, con chắp tay à, để sư cô hôm nay chứ có ổ mưa to lớn à, để mời sư cô chút xíu. Bộ sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay có sư cô bước đến đi thăm chùa Quải Hưng ồ à, để bỏ ở bên kia được à, để sư cô đứng bên kia chút na, để sư có Phật tử hỏi hương cúng dường chay tăng chút xíu à, có Phật tử chắp tay đọc theo sư na. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư ạ, bạch pháp như đại đức tăng, những thân phòng này con làm là hộp theo lệ đạo, được cùng hộp theo lệ đạo, con xin cúng dường những thân phòng này đến chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng thọ dùng cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa lâu dài. Sa thu sa thu sa thu thôi à, điều hôm nay sư thống cưng bình an chút xíu na à, còn có hỏi hương cho người hôm nay tháng 7 đã có ba má ở già à, còn chưa có làm nè, các người Thái Lan có tháng 7 có làm giống nhau, biết ơn ba má về già lấy nước làm chừng bà má, bà má có giống Phật ở già giúp dùm cho con. Khi nào con không có bà má rồi, có hôm nay đàn ngồi xuống ở chùa Quảng Hưng cầu nguyện cho bà má và dân giúp dùm cho con cuộc sống vinh quang, làm ăn đến tốt đẹp. Để hôm nay sư tổ chức chút xíu bình an cho con, xong hết tất cả rồi có hết tất cả có xong bình hết tất cả rồi. Chi an tô qua phi xê kê sa a mô tha na a kham pa tô pa mô a tê su na a tang su mang a rang su pa pa tang su thi tang su pa no a su ma hu tô cha su yi thang pram ma cha ri su pa tha ki nang kaya kamang waja kamang pani tite patha kina patha kina nikatawa narapantate patha kine tất cả phước bao hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người.
do dự hoài đức của chư Phật, do dự hoài đức của giáo pháp, do dự hoài đức của chư Tăng, các sự ăn lời thường thường đến người, cầu xin cho hòa tâm tính tần tam bảo cho được thành tô mi ma. Sa thu sa thu sa thu lành thai. Hôm nay có đi cúng dường sư Tha Ti cháu trì chùa Quán Âm chùa Thái, có cảm ơn cô chứ không có quên chùa Thái. Hôm nay có mời tôi em đi thăm chùa. Sa thu sư cô na. Để có Phật tử đứng luôn xếp thứ một hàng. Hôm nay có giang tay Thái Lan mạnh khỏe giống nhau tặng con một mình một cái á, xếp thứ một hàng. À mời cô luôn xếp một hàng đứng luôn. Xin lỗi ta đến su bó nương đài sen theo gió mưa gửi hồn thơ đến đất từ bi nhiệm màu hào quang dân đường về nơi quê mẹ Quang Âm đại từ qua bao non cao nước biếc xanh xanh phù Đà Sơn rừng trúc lâm nơi mẹ tôi ở đó đợi mong tôi về ngày đêm vẫn đợi đàn con trở về quê hương đại danh xưng là Đức Quang Âm mẹ hiền của mọi nhà đưa sân lên qua dòng phiên tay lưới cam lộ mẹ dung mẹ tươi tốt tươi buồn loài thuyền từ bi mẹ gửi các con chèo nhân xuyên u mê tan lạc lầm điền đáo tiêu trừ an nhiên ba cõi chi thân thành nhà đây là chốn từ bi đây là nơi chiều nguyên không đau binh không thù hận dù khổ dù phiền sanh linh vui hướng tâm trong sông thanh bình tâm luôn an qua nghiêm chân hoàng thế âm phò cho bao con sóng lứa to tai tiêu nàng đài sen theo gió mưa gửi hồn thơ đến đất từ bi nhiệm màu áo quán dẫn đường về nơi quê mẹ Quan Âm đại từ qua bao non cao như biết xanh xanh phố Đà Sơn rừng trúc lâm nơi mẹ tôi ở đó đời mong tôi về ngày đêm dẫn đường về nơi quê mẹ Quan Âm đại từ danh xưng là Đức Quang Âm mẹ hiền của mọi nhà đưa sân lên qua dòng phiên tay rưới cam lộ mẹ dung mẹ tươi tốt tươi muôn loài thuyền từ bi mẹ gửi các con theo nhanh về ngôi suy ngu mê tan lạc lâm điền đáo tiêu trừ an nhiên ba cõi tri thân thành nhà đây là chốn từ bi đây là nơi diệu nguyên không đau binh không thù hận dù khổ dù biệt sanh linh vui hướng tâm trong sông thanh bình tâm luôn an qua nghiệp trần
hoàng khí âm phò cho bao con sông lướt thon tay tiêu nàng. Tâm luôn hơn qua nghiêm chân hoàng thế âm phò cho bao con sông lứa thoát tài nàng tiêu tan. Hãy cho lời cảm ơn và tri ân. Cho đi có nghĩa là sẽ được nhận lại. Mỗi người trong chúng ta cần có tấm lòng thương người, giúp đỡ người chung dân tộc. Bạn có thể quyên góp những vật phẩm tuy nhỏ, xuất phát từ tấm lòng là đủ. Có cho đi chắc chắn sẽ nhận lại. Hãy cho đi giúp đỡ để đời có thêm nhiều ý nghĩa. Kính chúc toàn thể quý Phật tử đoàn từ thiện chùa Quan Âm số 27 đường Chiến Lược quận Bình Tân thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc, bình an và có những năng lượng lành để đem lại những niềm vui cho bà con những nơi còn khó khăn trong những lần thiện nguyện tiếp theo.